Trong 11 tháng có 1.090 dự án cấp phép mới, tăng 35,1% so với cùng kỳ và vốn đăng ký đạt 573,5 triệu đô la Mỹ, tăng 20,1%. Singapore là quốc gia dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 184 dự án, vốn đăng ký đạt 170,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 29,7% vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Nhật Bản với 95 dự án, vốn đăng ký 81,2 triệu đô la Mỹ, Ấn Độ với 40 dự án, vốn đăng ký đạt 62,2 triệu đô la Mỹ. Đồng thời có 281 dự án điều chỉnh vốn đăng ký, tăng 71,3% so với cùng kỳ và vốn điều chỉnh đạt 601,7 triệu đô la Mỹ, giảm 61,3%. Hoa Kỳ là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất trong 11 tháng năm 2023, đạt 217,9 triệu đô la Mỹ, chiếm 36,2% vốn đăng ký điều chỉnh.